Trong vài năm trở lại đây, nhiều bộ luật sửa đổi đều đưa nội dung thành lập quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thành một quy định trong văn bản luật. Điều này cho thấy thành lập quỹ để thu hút nguồn lực đầu tư đang là xu thế trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải quỹ nào được thành lập cũng có thể phát huy được hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ, du lịch. Thực tế đó cũng đã tác động tới câu chuyện thành lập quỹ di sản văn hóa được thảo luận trong dự thảo luật di sản văn hóa tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Sau đại dịch COVID-19, Quốc hội và Chính phủ rất quan tâm hỗ trợ ngành du lịch sớm phục hồi và phát triển, đã bố trí 300 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Tuy nhiên, cho đến nay, số kinh phí này vẫn chỉ nằm trong tài khoản tiền gửi ngân hàng và số tiền lãi được dùng chi cho hoạt động thường xuyên và bộ máy hành chính quản lý quỹ. Quỹ nếu mà giao cho Bộ Văn hóa, trong Bộ Văn hóa gửi vào ngân hàng thì nó rất là lãng phí. Bởi vì như vậy là lại phải chi cho cái ban quản lý quỹ nữa. Giao luôn cho văn phòng của Bộ Văn hóa luôn, đỡ mất cái tiền mà các ban quản lý quỹ nó phức tạp lắm. Đây là những phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch rất trúng vào vấn đề mà những người làm du lịch đang băn khoăn. Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch được ra mắt từ mùng 1 tháng 4 năm 2022. Với kỳ vọng huy động được nguồn lực để thúc đẩy du lịch Việt Nam phục hồi sau đại dịch, thế nhưng sau 2 năm, 300 tỷ đồng vốn mồi hay vốn điều lệ có một nửa chỉ nằm yên trong tài khoản ngân hàng để lấy lãi nuôi bộ máy quản lý quỹ, một nửa nằm yên trong kho bạc và chưa một hoạt động du lịch nào được quỹ hỗ trợ. Một câu chuyện tưởng chừng như vô lý nhưng lại là thực tế xảy ra khá phổ biến ở nước ta thời gian qua. Các cái quỹ ngoài ngân sách của chúng ta trong cái thời gian vừa qua rất nhiều, nhưng mỗi quỹ thì đều nho nhỏ và nó cũng không giải quyết được một cái vấn đề cụ thể nào mang cái tính dứt điểm cho một cái ngành nghề hay một cái lĩnh vực. Quay trở lại với lĩnh vực di sản văn hóa, việc thành lập các quỹ di sản văn hóa không phải là điều xa lạ với các nước phát triển. Theo bà Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, thì một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản đều có hệ thống quỹ di sản văn hóa hoạt động rất mạnh. Thậm chí nhiều hoạt động bảo tồn di sản văn hóa ở nước ta cũng được hưởng lợi từ các dự án mang tính mở rộng của nước bạn. Việt Nam mình đang rất yếu về mặt sản xuất các cái đồ lưu niệm ở các bảo tàng và di tích. Thế nhưng mà quỹ Hàn Quốc đã hoạt động hàng mấy chục năm nay rồi. Họ hỗ trợ cho việc là sản xuất các cái mặt hàng lưu niệm đấy và đóng thương hiệu quỹ di sản văn hóa Hàn Quốc vào đấy. Và những sản phẩm đấy chất lượng cao, rất nghệ thuật, rất đẹp và bán giá rất cao. Và cái nguồn lợi ích ấy lại thu lại và lại đầu tư lại cho di sản văn hóa. Quỹ mà của Hàn Quốc mà chúng tôi đã xin thì xin nhiều lắm rồi. Căn cứ vào mục tiêu của quỹ mà mình xây dựng các cái dự án. Mô hình để Việt Nam có thể học tập trong việc phát triển quỹ di sản văn hóa nếu được thông qua trong lần sửa đổi luật di sản văn hóa lần này là không thiếu. Tuy nhiên, để có thể học tập được cách thức quản lý quỹ của nước bạn thì rất cần sự thay đổi trong cơ chế vận hành hiện nay. Mục tiêu cần phải rõ ràng. Việc quản lý quỹ phải thực sự minh bạch thì mới có thể tạo dựng được niềm tin cho xã hội. Và chỉ khi có niềm tin thì các cá nhân, tổ chức mới sẵn sàng bỏ đồng vốn của mình ra đóng góp. Thay vì một cái quỹ chỉ vỏn vẹn ít vốn mồi và lại dẫm lên vết xe đổ, thành lập xong để đấy.